Thông tin đáng chú ý khác, chiều 16 tháng 3, khối thi đua số 1 tổ chức hội nghị ký kết thi đua và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022. Khối thi đua số 1 có 11 công đoàn cơ sở hoạt động dưới sự điều hành của khối trưởng và khối phó. Năm qua, khối thi đua số 1 đã tổ chức phát động chăm lo vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong khối, có điều kiện thuận lợi trong hoạt động đời sống, ổn định tư tưởng, an tâm công tác, tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, đồng thời thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối và đăng ký thi đua theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh về các chỉ tiêu, nội dung thi đua đã ký kết. Qua đó, các thành viên trong khối đã tổ chức hội nghị sơ kết và tổng kết đánh giá hoạt động của khối về kết quả phong trào thi đua các thành viên, chấm điểm bình xét khen thưởng. Tại hội nghị, khối trưởng khối thi đua số 1 triển khai nhiệm vụ hoạt động năm 2022 với các nội dung như sau: hưởng ứng hoạt động tháng công nhân năm 2022 với chủ đề tiên phong sáng tạo trách nhiệm an toàn thích ứng. Theo đó, tập trung thăm hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo trong khối, tổ chức hoạt động du khảo về nguồn, tham gia các phong trào thể dục thể thao, triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, tổ chức thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang và Đại hội Công đoàn, tổ chức đêm hội trăng rằm cho con em thiếu nhi trong khối.